Là nguyên đống này của ngoại hả? Dạ. Rồi sao ngoại không bán? Không có, phải lựa ra từ mình bán hết. Dạ. Dạ. Hôm nay con cũng đại diện cho kênh Khám Phá Bí Ẩn á, thì cái kênh của bạn đó gửi cho ngoại món quà phải không? Là 10 kg gạo với đây mấy chai nước tương với 2 thùng mì nè. Con có mua cho ngoại nè. Dạ. Nè, con có mua cho ngoại nè. Là ở đây là nhà thuê của ngoại hả? Thuê. Dạ. Này là nguyên một đống đồ dây chai của ngoại nè mọi người. Này mọi người thấy không? Đây nhà thuê nhưng mà người dân ở đây thấy mà ngoại hiền tội nghiệp, cũng 80 tuổi rồi. Đi nhặt cái chai rất là khổ, và nhặt trên một chiếc xe rùa thì đẩy rất là khó. Và ngoại nhặt về thì ngoại để đống đống vậy nè. Rồi từ từ rồi mình gom ngoại rồi ngoại mới bán hả? Dạ. Rồi ví dụ như mốt ngoại bán, người ta vô đây người ta mua luôn hay sao? Ờ, người ta đem xe lại rồi, cái nào người ta chở lên đi. Dạ. Ở lựa đầu người ta chở. Dạ. Hồi bé nghỉ đây, con thấy vậy. Hồi nãy là người, cái chị đó ai của bà? Đó, con Út. Con Út của bà hả? Dạ. Dạ. Ủa chị mở tiệm cắt tóc, uống tóc gì hả? Hồi đó hai chồng nó mở. Dạ. Dạ. Thì hôm nay con gửi cho ngoại 10 kg gạo nè, với 2 thùng mì với mấy chén tương. Dạ. Ngoại ăn đỡ. Tôi cũng cảm ơn chú nhiều, hay làm phước vậy à, cũng được cái phước cơ đức. Dạ. Giờ biết đó sao giờ. Dạ. Là nhà thuê vậy là ai đóng tiền nhà hả bà? À, nó mà người nó đóng tiền. Dạ. Người tiền cơm nước gì ai lo? Thì bán vậy cái mì gạo. Dạ. Gạo ăn. Vậy là ăn có bao nhiêu? Vậy là tiền thuê thì chỉ đóng tiền. Dạ. con của cụ đóng. Dạ. Còn tiền ăn uống là cụ phải lo. Dạ. Ngoại phải lo. Dạ. Thì vậy nè, đi mót về được nhiêu cái mua đi. Rồi thí dụ như mỗi ngày không lụm được rồi đâu, rồi tiền đâu mà nào cũng không có mót, rồi mạnh dở thôi, ngày nào cũng phải đi hết. Dạ. Ừ. Có khi người ta đẩy lại cho mấy tiệm mới đẳng bán quần áo á. Dạ. Đẩy bịch, đẩy giấy lại cho có gì cho nó. Dạ. Rồi đỡ vậy đó. Là nhà vậy là ngoại mướn bao nhiêu tháng? Nó tháng là 1,6 triệu. 1,6 triệu hả? Dạ. Mà người ta cho ngoại đẩy vậy luôn, ngoài người ta không la hả? Nhà nước la chứ, ổng đóng đều đủ thôi. Vậy là nhà nước có la ngoại hả? À, máu hổm giữ dẹp, thì dẹp mất thứ hai. À, rồi thứ hai ngày đi tầng rồi. Rồi dạ. Còn tầng nữa. Dạ. Hết rồi, không có sao. Này dạ. Vậy đó, tôi dạ. Nè mọi người thấy nhà mướn của ngoại mà ngoại chất cái đóng ở bên đường nữa kìa. Đóng quá trời. Rồi ngoại để gì không sợ người ta ăn cắp hả? Cái mẹ ăn cắp. Đúng rồi chú. Đứng ngay kế bên ngoại đi chứ không cho nó sửa ngoại. Ha, trời đó. Chết rồi. Nha. Cột nó đâu sợ gì. À, ngoại có thấy mọi người có thấy không? Thì bà ngoại mình á là cũng 80 tuổi rồi, rất là cực khổ, mỗi ngày nắng nôi phải đội nắng đẩy chiếc xe rùa này để đi nhặt từng cái chai. Thì đem về chất đống vậy nè. Nhưng mà chủ nhà thì không có la, nhưng mà nhà nước thì kêu dẹp. Nhưng mà nếu mà dẹp như vậy đó thì ngoại đâu có tiền đâu mà ngoại sinh sống. Thì tại vì mình cũng mới tìm hiểu thì ngôi nhà mướn này á, là được con gái Út thuê cho ở chung. Nhưng mà cơm nước mỗi ngày là bắt ngoại phải đi nhặt ve chai về để có tiền đi chợ mua gạo nấu cơm. Ông thầy ở dưới chùa á. Ông thầy cũng cho. Ngày nào cũng cho hết á. Ông đem nè, ông ra chơi rồi tới đâu cũng cho ông biết á. Ôi vậy chị con gái Út của bà
Vậy sao không lo luôn tiền cơm, tiền gạo luôn mà mắc gì mà phải lo? Chẳng đó, đứa con rồi mình sao? Đi học nữa. Học bán tiền trường, đồ mắc, bán câu kệ. Đứa trả về hai mẹ con rồi, rồi. Được rồi. Rồi thí dụ như ngoại bệnh rồi, rồi ai lo tiền cơm? Như ấy mấy đứa con kia lo. Mà có lo không lo không? Vậy chứ. Không sao. Yeah. Trời cũng nuôi chứ không đến đậu. Dạ. Yeah. Khổ nhỏ lớn rồi. Tới giờ cũng còn khổ. Đụng xe. Chị có biết cái bà cụ này không? Bà ở đây chứ đâu. Sao? Ủa cho em hỏi, như em nghe nói bà có 90 người con đúng không? Mà sao không có không có ai nuôi bà hết trơn hết ta? Thì con cháu đứa nào cũng đi làm hết mà. Nhưng mà em nói sao 90 người con với lại cháu nữa mà sao không nuôi nổi bà cụ để cho bà trời mưa trời nắng gì thấy bà đẩy xe gùa đi làm đi chơi. Số bà vậy thôi. Mà 90 người con người nào cũng khổ quá, lo làm ăn hết người nơi hết chứ đâu có ở đây. Tại em nghe nói mì gói gì cũng cho. Đúng rồi, hôm nay em có đem số đồ cho bà. Cưng ở đâu? À, hả? Em ở bên quận 7 á. Cho gạo với lại mì gói với lại nước tương. Thì bà thì nghe bà cụ nói là bà đi lượm về bên kiếm tiền mua gạo, còn nhà này là nhà con gái út cho thuê thì nó cái người con gái út trả tiền. Còn nếu mà bà không đi lượm là bà không có gạo ăn. Thì ở đây là nói chung là lượm về ở sớm nhiều khi người ta cũng cho bà. Vậy là cưng ở bên quận 7 nè. Em muốn tìm hiểu, ý là em muốn gặp người con gái út mà từ nãy giờ gặp không có được. Ý là hỏi là tại sao để cho mẹ mình phải gian nắng như nồi. Nói chung thì bá nghề bá vậy rồi đó, giờ bá mấy chục năm rồi đó. Thì đúng rồi, nhưng mà em nói là thay vì ít tuổi không nói, cái này 80 tuổi rồi. Đúng rồi, tám mấy nữa, 82 rồi đó. Mà phải đẩy chiếc xe nó khó đẩy lắm á. Đúng rồi, nặng nề lắm. Tại bữa em thấy em đi có dịp, mới cách đây một tuần em đi ngang qua đây nè. Có thấy đâu bà chỉ cái hẻm này thôi, em vô em kiếm rồi em gặp bà. Cái nhà giống như nguyên cái dừa dây chai vậy đó. Sao bà không bán bớt ta? Cũng bán á cưng, mà giờ dây chai hả nó rẻ là một người ta không có thu, ta cũng thu chậm đó thôi. Ví dụ mà rẻ quá để phần dây chai nó chắc dồn bên cái dừa lớn của người ta. Dạ. Yeah. Thôi em cảm ơn chị. Thí dụ hỏi ngoại, thí dụ như ngoại đi lượm vậy đó, rồi chừng nào ngoại mới hết đi? Chừng nào tôi muốn nào cái thân chứ giờ sao vậy? Mình cũng năm nay chắc cũng 80 tám mấy rồi đúng không? 80. 80 rồi mà đi nắng nôi nhiều khi nó sai nắng rồi. Rồi giá mạnh giỏi thôi. Đi lượm theo thùng rác á, rồi moi lượm. Ngày chú thấy lượm là tay chân. Nào. Môi thùng rác thì mình môi có chai tẩn lụm. Tại vì cái tuổi này của mình là phải cái tuổi mà phải ở không để cho con cháu nó phụng dưỡng phải không? Thí dụ không, con nói với bà, thí dụ như con cháu nó nghèo, thí dụ như nó nghèo thiệt nhưng mà cũng không đến nỗi mà để cho bà ngoại đi ra đường ra nắng nôi vậy đó. Lỡ nhiều hôm nhiều khi nó mưa gió rồi bệnh nữa. Thằng khổ thì phải chịu chứ không có tắt gì hết. Khổ từ hồi đó tới giờ. Vậy là mà ngoại đi nhặt bao nhiêu năm rồi? Tính ra từ đó 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi. Từ đó là giờ là như vậy. Làm vậy. Dạ. Rồi chúng ta có ăn qua ngày rồi. Không có đói. Không có sợ mà bệnh hoạn thôi, chứ còn cũng có mua gạo đồ ăn cũng. Còn mấy người con kia lâu lâu có ghé thăm không hay là? Lâu lâu nó về chơi em chị chút mà nó cũng về, có nhà cửa con nó cũng lo con nó đứa. Yeah. Cũng chứ không có ai kêu bà về nuôi bà hết trơn. Với lại con thấy bà cũng hiền. Ừ. Tại vì bà là một cái người mẹ như là rất là tốt luôn á. Giống như là con cái đối xử với mình, không có nuôi mình vậy, bà cũng không có nói câu nào. Không, nói gì giờ, nó có gia đình thì nó ra gia đình, nó không nuôi con lớn vậy là mừng rồi. Bây giờ ai làm gì làm. Dạ. Từ bây giờ hử giỏi, từ bây giờ ăn dư tháng, còn hử dở rồi ăn
thiếu một tháng vậy đó. Dạ. Nó làm con cũng lo nó rồi lo cháu con rồi. Rồi có mình nó cũng đến nhậu. Nhỏ Út này thì giờ nó mặn thì nó đóng tiền trường, tiền học cho con nó này kia nọ. Từ đó cũng đủ hả? Tiền học giờ mắc quá đi. Dạ. Đóng mắc cao lắm. Rồi thôi đi lụa được bữa nào ăn bữa nấy. Là ngoại mỗi ngày phải đi moi thùng rác lụm mấy bữa vậy cha? Đi 5 giờ đi. 5 giờ sáng đi. 5 giờ sáng đi. Từ đây quanh hết mấy thùng rác ra chợ rồi 7 giờ hết. Dạ. Rồi ai kêu á thì ta thấy mình ta kêu ta cho bia, cho chai này kia nọ thì 7 giờ. Dạ. Rồi lát trưa ra cái chợ gần tan cái xa lụm nữa, lụm được như lắm. Dạ. Thôi vậy con cảm ơn ngoại. Tại con tới nay tới đây con cũng muốn tìm hiểu, với lại sẵn con gặp cái chị con gái Út của ngoại á, con muốn tìm hiểu biết không, ý là hỏi tại sao mà để cho mẹ mình gian nắng gian nôi nắng mưa lụm ve chai vậy đó. Thâu đừng dẫn, như người lớn chết người còn dẫn nó đi rủ nó chết tội nghiệp nó quan ức. Cái tôi ở dưới tôi giặt đồ cũng sợ thật, này nó bè nó bóp cổ. Ai bóp cổ? Chẳng đó. Bóp cổ chị hả? Rồi hai cái cẳng vậy à, cái đẹp cứng nhắc không giải được. Cái tôi giặt mà tôi đâu có nghe cái chừng tôi nghe chưa nghe không được cái tiếng gì kỳ cục mẹ ơi mà nghe không được. Cái tôi chạy lên. Trời ơi, cỡ người ta nắm chắc người ta chém nó chết. Cái tôi biết sao nó buông. Tôi tắm ở sau lưng nó. Cái nó buông ra ngó tôi, cho nó bộ mày tính gì với con ta. Thôi giờ được không được thì thôi chứ mày đâu có ở vậy, mày về đây mày ở, thấy ta đi mốt cái tay mày ở 7-8 năm trời. Mày mua không có khi nào mày đưa ở đưa cho bà 500 bạc, 500 đỏ giờ chứ không phải 500 đồng á. Dạ, mày à, ba đi ra mà mua muối về ăn. Mày toàn mày ăn thấy tao già quá tao nuôi mày. Cái con mày nay à 6 năm tuổi mấy rồi. À là hồi đó là ngoại lụm dây chai về là nuôi con rể luôn á. Đó, mua gạo bỏ vô ăn có nhà nào mua gạo bỏ thử nhiều. Mua nhiều, ít thì mua ít. Dạ. Rồi cái nó làm vậy cái thôi cái nhỏ này đó. Nó cũng biết, nó hỏi ai tài, nó biết bị nó lên trên viện, người ta dẫn đi vô đó rồi nó làm đơn, nó đi viện cho cái giờ luôn. Dạ. Ơn cảm ơn ngoại nha. Ơn chúc ngoại giờ giàu sức khỏe nha. Tôi cũng cảm ơn chú nhiều ha. Dạ. Tôi cảm ơn các chú này nữa. Cái giờ tôi biết nói sao cho thì tôi cảm ơn cái giờ chị nói sao nha. Dạ. Dạ, gán đi nhặt ve chai, đi mót thùng rác gì đó. Mình đi chiều á cho nó đỡ. Ơi, bây giờ họ mót dữ lắm, mình không đi sớm là họ cho rác nó đổ hết, mình cũng không có mót đâu. Thì đó, thì con chỉ sợ mốt mùa mưa này, nhiều khi mình đi mình trơn trượt rồi mình bệnh cảm này nọ đó. Giờ cũng đi tắt đường ngoài đó. Dạ, thôi, con cảm ơn ngoại nhiều nha. À, con đi về. Tôi cảm ơn chú quá. Dạ. Chú làm phước vậy đại đức con cháu ha. Dạ. Thì hôm nay mình xuống mình trao quà cho cụ thì có một người con gái Út không có dám lộ diện để chia sẻ. Không biết là do chỉ ngại hay chỉ sợ nữa, mình cũng không biết. Với công dân Việt Nam từ vùng có dịch về nước, cần nhanh chóng và sống người tập trung ở trên đầu để sớm đưa về khu cách ly tập trung. Thành viên cơ quan y tế.